Đại Minh diệt, Nguyên quốc lập, Ban Hưng hình, Trị Ngoan tệ, Đức Pháp thi, Tịnh Tứ huệ, Vạn dân khổ, Dịch miễn hành. Dạy Tấn, ngươi to gan bằng trời, dám nói cái gì mà Đại Minh diệt, Nguyên quốc lập, muốn hủy hoại Đại Minh ta, khôi phục Nguyên khấu vương triều. Rồi. Càng nghiêm trọng hơn là từ lúc Thái Tổ đăng cơ đến nay, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, nhưng ngươi lại nói cái gì vạn dân khổ. Tìm hết cả nhà ngươi, trọng hình không được bỏ qua. Trói lại. Dạ. Khoan đã. An sát sư đại nhân, thí sinh vẫn chưa phản biện, chứ dựa vào một lời của Lưu đại nhân liền cho trói, e là không thỏa đáng đâu. Ông đứng qua một bên. Dạy Tân, ngươi có gì muốn nói không? Phản biện đi. Lưu đại nhân, giết người không dùng dao, thật là lợi hại. Có gì ngươi nói mau đi. An sát sứ đại nhân, không biết có thể cho Lưu chủ khảo đọc lại câu 4 chữ được không? Cái gì? Câu 4 chữ? Thế nào, không dám đọc à? Rõ ràng là câu 3 chữ, câu nào cũng hiểu được. Có thể thấy được ngươi có ác ý công kích Minh quân. An sát sứ đại nhân, Lưu chủ khảo thân lập khảo quan, trích câu lấy nghĩa du khống tội danh, không biết khép vào tội gì. Lưu đại nhân, tôi thấy cứ làm theo ý thi sinh, đọc câu 4 chữ cho mọi người nghe, là nói xấu hay ca ngợi vua sẽ rõ ràng hết, chẳng phải sao? Đọc đi. Đại Minh diệt Nguyên, quốc lập Hưng Bang. Lưu chủ khảo, hả? Lúc nãy hùng hổ sao bây giờ gan nhỏ như chuột vậy? Đọc đi. Được. Đại Minh diệt Nguyên, quốc lập Hưng Bang, hình. Lưu chủ khảo, hay là để tôi đọc cho mọi người nghe. Đại Minh diệt Nguyên, quốc lập Hưng Bang, hình trị Ngoan tệ, tịch huệ vạn dân, đức pháp thi tịnh, khổ dịch miễn hành. Lưu đại nhân, có phải mấy câu này không? Mời các quan viên có mặt ở đây và các học sinh có mặt nghe thử xem, là tôi nói xấu hoàng thượng hay là ca ngợi đi? Ca ngợi chứ. Lưu chủ khảo, chuyện này thì ông không đúng rồi. Rõ ràng là ca ngợi vua mà ông dám nói là nguyền rủa, dám trước mặt của án sát sứ đại nhân nói Đại Minh diệt, Nguyên quốc lập, vạn dân khổ, rốt cuộc lại nói xấu vua vậy hả? Đại nhân, hạ quan do mắt không có được tốt lắm, nhìn không được rõ. Tạm cho nghỉ một lát. Được, nghỉ một lát rồi làm tiếp. Lần này ta đúng là được mở mang kiến thức, biết thế nào là lời lẽ đanh thép. Không khí phúc khảo ở trường thi rất là căng thẳng, như cung lắp sẵn tên chỉ chờ bắn thôi. Sao ngươi nhiều lời quá vậy? Mau nói cho ta biết kết quả thế nào, ta đang sốt ruột muốn chết. Hai bên ngang tài ngang sức, thắng thua chưa rõ. Quan chủ khảo Lưu đại nhân ngắt đoạn câu 3 chữ, liền chiếm thế thượng phong, như là sắp dùng tên nhóc Giải Tấn vào chỗ chết. Nhưng mà tên nhóc Giải Tấn sau đó cứ nhất quyết phải đọc câu 4 chữ, kết quả là chuyển bại thành thắng. Bây giờ quan chủ khảo Lưu đại nhân phải tìm cách chống đỡ, không còn sức phản biện. Được rồi. Cái gì đọc 3 chữ, đọc 4 chữ? Hả? Người mau nói ta nghe, chuyện là sao? Chà, quản gia chỉ nói bắt chước theo người ta mà nói cũng không xong nữa. Dứt khoát bộ công tử phải tới đó xem kết quả. Còn không được đi. Không muốn coi Giải Tấn bị mất mặt.
người mất mặt là ngươi thì có. Lão già, lão già, quan chủ khảo Lưu đại nhân yêu cầu được nghỉ trong giây lát. Án sát sư đại nhân cũng cho phép nghỉ ngơi trong giây lát. Lão già, ông nghĩ xem cái gì mà xem. Người bao đi coi cho ta, án sát sư đại nhân thăng đường lại chưa, hả? Dạ, dạ. Đồ ngốc, đi bao lên đi. Dạ, 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 nô tài sẽ đi ngay, đi ngay, đi ngay. Lưu chủ khảo đang dùng kế quan bình, con phải đề phòng những quỷ kế khác của hắn. Sư phụ yên tâm, ông dùng đao bút giết, con dùng đao bút đỡ. Ông dùng môi thương, thì con dùng lưỡi kiếm. Nhất định con phải cẩn thận. Giờ con nên suy nghĩ kỹ, trong bài làm có câu nào dễ sơ hở nhất? Con nghĩ chắc là không có đâu. Có chuẩn bị sẵn thì lâm trận mới không loạn. Này Giải Tân, tranh thủ thời gian bình tĩnh nhớ lại một lượt. Lần trên biển vừa rồi con cũng thấy Lưu chủ khảo là mệnh quan triều đình, còn con chỉ là một thư sinh, như vậy rất bất lợi cho con. Cộng thêm thượng thư Tào Huyên ở bên trong âm thầm chống lưng cho Lưu chủ khảo, như vậy thì con càng yếu thế. Sư phụ à, con biết rồi, đánh thẳng dễ tránh, bắn lén khó phòng. Bây giờ con trước sau đều có địch, nhưng mà giang thực không sợ lửa, chánh phải thắng tà. Có chi khí, thầy rất thích tính cách này của con. Đối diện với thế lực độc ác nhưng không hề sợ sệt, tinh thần vẫn rất lạc quan. Nhưng mà can đảm cũng phải thận trọng, gần gũi với những kẻ bụng dạ sâu xa cần phải đặc biệt cẩn thận. Vậy Tân, lời của thầy nói con có nghe rõ không vậy? Lời của ân sư đã nói rất rõ ràng, học sinh cũng nghe rất rõ ràng. Chỉ là con đang nghĩ phải tiến lui như thế nào đi. Đang tranh luận hết sức căng thẳng, đột nhiên tạm nghỉ, có lý nào như vậy chứ? Tôi thấy chủ khảo đại nhân này chắc chắn là có vấn đề rồi, nên cố ý dùng cái quản binh nè. Được được, chủ khảo bụng đầy kinh luân, như là bị một thằng nhóc hỉ bủa chưa sạch làm khó. Trời ơi, đúng là mất mặt. Vấn đề không đơn giản vậy đâu. Ông có thấy án sát sứ đại nhân có vẻ đã có sẵn chủ ý rồi hay sao? Gần nó càng già càng cái mà. 10 năm đèn sách đó không ai biết, một sớm thành danh thiên hạ đều biết. Chúng ta đều dốc sức học hành, thật là không ngờ trường thi lại hỉ mát như vậy đó. Đúng là ao đời khó hiểu thiệt mà. Đúng vậy. Cảnh tượng như vậy khiến cho người ta quá thất vọng đi, không còn tin tưởng được nữa. Đúng rồi. Hỗn xược, Giang Sơn Đại Minh trong chính Liên Minh, mệnh quan triều đình tuân thủ phép tắc. Đã thổ dân các người sao có thể chỉ trích quan chứ? Tôi cả là Giải Tất Thắng. Rõ ràng là quan chủ khảo cưỡng từ đoạt lý mà. Đúng rồi. Tôi cá là Giải Tấn thua. Yếu không thấy địch lại mạnh. Có lòng. Giải Tấn ơi Giải Tấn, lần này cho dù ngươi có mồm mép cỡ nào thì cũng chết chắc. Mời ngồi. Bây giờ tiếp tục biện bài. Giải Tấn, vừa rồi bài văn đó ta đọc câu 3 chữ thì ngươi đọc câu 4 chữ, đã giúp ngươi lương lẹo trốn được tội khi quân. Nhưng mà tội khi quân này có thể che đậy được nữa sao? Ngươi khác nhìn không ra, không lẽ bổn quan chủ khảo cũng nhận không ra hay sao? Khảo quan đại nhân, bài văn hay không sợ bị sửa, sợ bị sửa thì không phải là bài văn hay đâu. Tốt lắm. Giải Tấn, đề thi đưa ra là ca ngợi vua, vì là đề ca ngợi vua nên mỗi câu đều phải bày tỏ ý ca ngợi vua, có đúng không? Tất nhiên. Nhưng mà ngươi trong bài làm của mình đã cố ý viết sai một từ, biểu lộ dụng ý nham hiểm của ngươi. Tôi đã viết sai một từ. Còn giấy trắng mực đen đây, viết sai từ nào? Mau mau nói ra. Từ mã. Từ mã. Từ mã. Đúng vậy, là từ mã.
những người có học ai nấy đều phải biết dưới từ mã phải có 4 chấm, nhưng mà Giải Tấn ngươi lại viết từ mã có 1 chấm cộng thêm nét ngang. Đại nhân, mời ngài xem qua. Quả nhiên đã viết sai. Người đâu? Dạ. Đưa vào Thẩm đại nhân xem. An sát sư đại nhân, chỉ là sai nét, không có gì lạ. Không đúng. Từ mã được viết trong đó không phải là chữ mã bình thường, mà là ngữ mã của vạn tuế cởi. Thử nghĩ xem, ngữ mã của vạn tuế mà thiếu 3 chân, vậy chẳng phải là vạn tuế sẽ hả? Giải Tấn cố ý viết sai từ mã này, dụng ý chính là ở đây không bêu xấu Giang Sơn Đại Minh không bền vững, ngôi báo của vạn tuế không giữ được.